Chào các em, hôm nay chúng ta sẽ học bài 2 các thành phần chính và dữ liệu trên trang tính. Nội dung bài 2 gồm có bản tính, các thành phần chính trên trang tính, dữ liệu trên trang tính, chọn các đối tượng trên trang tính. Phần đầu tiên, bản tính. Em cần hiểu như thế nào là một bản tính. Một bảng tính có thể có nhiều trang tính. Các trang tính có tên mặc định là ship 1, ship 2, ship 3. Em nhìn ở hình này, đây là giao diện của Excel và đây cũng là một bảng tính. Em hãy tưởng tượng một bảng tính như một cuốn tập của em. Trong một bảng tính thì sẽ có nhiều trang tính tương đương với một cuốn tập, sẽ có nhiều trang trong cái cuốn tập đó. Trang tính của Excel bắt đầu từ phía bên dưới thành công thức em có thể nhìn thấy đây là tên của trang tính sheet 1, sheet 2, sheet 3 ngoài ra thì em có thể thay đổi tên cho những cái tên mặc định này em cũng có thể tạo thêm những cái trang tính mới bằng cách bấm vào dấu cộng hoặc là em xóa bớt những cái trang tính mà em cảm thấy dư thừa đi khi em lưu và đặt tên thì đó là tên của bản tính không phải tên của từng trang tính cũng giống như một cuốn tập của em bên ngoài sẽ là tinh học còn bên trong sẽ là bài 1, bài 2 của cái tinh học đó đó là bản tính và trang tính em đừng nhầm lẫn hai khái niệm này nha phần thứ hai các thành phần chính trên trang tính các thành phần chính trên trang tính gồm có hộp tên thanh công thức và khối ở đây là khối C2D3 đối với hộp tên hộp tên nằm ở ô bên trái thanh công thức hiển thị địa chỉ của ô tính đang được chọn cô đang chọn ô này ô này có địa chỉ là a 3 tại vì nằm ở cột a hàng thứ ba nó là a 3 thì trên hộp tên cũng sẽ hiện cái địa chỉ đó a 3 em nhìn đây tiếp theo thanh công thức thanh công thức cho biết nội dung của ô đang được chọn ô cô đang chọn là ô a 3 trên đây hiện số 12 nhưng mà trên thanh công thức hiện là bằng 5 cộng 7 tức là đây là cái công thức của cái ô đó ô này ban đầu nhập là bằng 5 cộng 7 sau đó nó sẽ ra được cái đáp án là số 12 còn trên thang công thức sẽ hiện cái công thức của cái ô đó còn nếu em nhập vào ô đó chữ hoặc số thì trên thanh công thức sẽ hiện chữ hoặc số còn bên đây nó đang hiện công thức tại vì cái ô này mình nhập bằng công thức tiếp theo khối khối là một nhóm các ô liền kề nhau tạo thành hình chữ nhật sau đây chúng ta sẽ tìm hiểu rõ hơn về cái thành phần này bằng cách minh họa trên một bản tính Excel. Các hoạt động của hộp tên trên trang tính em chú ý đây là hộp tên. Mỗi lần cô chọn một ô nào đó thì trên cái hộp tên nó sẽ hiển địa chỉ của ô mà cô đang chọn. Thì ngoài việc hiển thị địa chỉ, hộp tên còn giúp em đi tới những cái ô mà quá xa. Ví dụ ở đây ô A500. Cô chọn A500, gọi Enter nó sẽ đi tới ô A500 cho cô. Đây, hàng 500 cột A. Bây giờ cô cũng muốn đi tới một ô xa nữa, ô DD50. Cô cũng lên hộp lên, gõ DD50. Nhấn Enter. Thì cái ô cô chọn nó sẽ nhảy tới ô DD50 này, cột DD hàng 50. Vậy nếu cô muốn quay về ô ban đầu thì cô sẽ gõ ô A1 vào. Cô gõ A1, nhấn Enter, nó sẽ quay trở về ban đầu cho cô thì bây giờ em đã có thêm một cái phương pháp để di chuyển trên trang tính tùy theo yêu cầu của đề bài em sẽ chọn sử dụng chuột bàn phím hay là hợp tên để tới cái ô mà đề bài yêu cầu một cách nhanh nhất cách thức hoạt động của thanh công thức đây là thanh công thức à, nằm trên cái hàng tên cột mỗi lần em bấm vào ô nào đó thì trên thanh công thức sẽ hiện nội dung của ô đó bao gồm ký tự số đây đây là ký tự ký tự số ừ. ngoài hiện ký tự và số trong cái ô đó thì như tên của nó thanh công thức còn hiện cả công thức ví dụ như cái cột điểm trung bình này em nhìn thấy trong ô tính là đáp số nhưng mà khi em nhìn lên thanh công thức em sẽ thấy công thức ở bên trong cái ô đó thành phần cuối cùng trên trang tính khối Khối là một nhóm các ô liền kề nhau tạo thành hình chữ nhật. Vậy cũng giống như ô, khối cũng sẽ có địa chỉ khối. Và địa chỉ khối là cặp địa chỉ của ô đầu tiên và ô cuối cùng trong khối đó được cách nhau bằng dấu hai chấm. Em lưu ý đây là dấu hai chấm không phải là dấu chia. Bây giờ cùng nhau hãy làm một ví dụ để có thể biết cách ghi được địa chỉ khối chính xác như thế nào. Ví dụ, em hãy xác định địa chỉ khối của hình bên. Ở hầm bên cạnh cô cho em 3 khối được đánh số 1, 2, 3 Bây giờ cùng xác định địa chỉ khối của khối đầu tiên, khối số 1 Địa chỉ khối là cặp địa chỉ của ô đầu tiên và ô cuối cùng trong khối đó Thì bây giờ em hãy xác định được địa chỉ của ô đầu tiên và ô cuối cùng của khối 1 trước Bây giờ ô đầu tiên em có nằm ở cột A hàng số 1 Nên địa chỉ ô của nó là A1 Ô cuối cùng nằm ở cột A hàng số 4 Nên Địa chỉ ô của nó là A4 Vậy địa chỉ khối của khối 1 sẽ là A1, 2 chấm, A4 Đây là dấu 2 chấm, không phải dấu chia Tiếp theo, ở khối số 2, em cũng xác định ô đầu tiên và ô cuối cùng Ô đầu tiên nằm ở cột C hàng số 5 Địa chỉ ô sẽ là C5 Ô cuối cùng nằm ở cột E hàng số 7 Địa chỉ ô là E7 nên địa chỉ khối của khối số 2 sẽ là C5 2.E7. Cuối cùng, ở khối thứ 3 cũng tương tự như vậy. Ô đầu tiên nằm ở cột G hàng 1, địa chỉ ô sẽ là G1. Ô cuối cùng của khối này là nằm ở cột G hàng 4, địa chỉ ô là G4. Vậy địa chỉ khối của khối số 3 sẽ là G1 2.G4. Đó là cách xác định và cách ghi được địa chỉ khối. Em tuyệt đối không ghi ngược lại. Ví dụ như ở khối số 1 mình là A1 2 chấm A4 Em không ghi ngược lại là A4 2 chấm A1 Không ghi như vậy nha Ghi như vậy là sai quy tắc Là cơ bản là em sai rồi Địa chỉ ô và địa chỉ khối sẽ thường xuyên xuất hiện trong các bài tập và bài kiểm tra Nên em phải nắm chắc được cái phần địa chỉ ô và địa chỉ khối này để lấy điểm Phần thứ ba dữ liệu trên trang tính Phần A dữ liệu số Dữ liệu số là các số không 1, dấu cộng, chỉ số dương, dấu trừ, chỉ số âm, dấu phần trăm, chỉ tỷ lệ phần trăm Dữ liệu số có thể là số nguyên hoặc số thập phân Và ở chế độ ngầm định, dữ liệu số được căng thẳng lề phải trong ô tính Tức là khi em nhập vô số, em nhấn Enter, nó sẽ tự động căng lề phải cho em mà em không cần phải bấm nút căng lề gì hết và em lưu ý quan trọng ở đây số thập phân trong Excel sẽ được phân cách là dấu chấm không phải là dấu phẩy Em học toán thì là phân cách là dấu phẩy nhưng mà Excel tinh học phân cách nó là dấu chấm Chú ý cái đó Cuối cùng dữ liệu ký tự Dữ liệu ký tự là dạy các chữ cái, chữ số và các ký hiệu Ví dụ như là lớp 7A, điểm thi hay là lớp học và ở chế độ ngầm định, dữ liệu ký tự được căng thẳng lề trái trong ô tính. Ngoài dữ liệu số và dữ liệu ký tự ra, trong ô tính còn có thể chứa công thức. Công thức không phải là dữ liệu số, cũng không phải là dữ liệu ký tự. Nó chỉ là công thức thôi. Sau đây là cách thể hiện của các loại dữ liệu trên trang tính. Đây cũng có 3 loại dữ liệu, dữ liệu ký tự, dữ liệu số và công thức cô sẽ nhập dữ liệu ký tự trước thì mỗi lần cô nhập dữ liệu ký tự vô nó sẽ tự động căng thẳng lề trái cho em Đây, ký tự thì nó sẽ gồm chữ chữ số số và các ký tự đặc biệt Dữ liệu ký tự cuối cùng cô nhập 9,7 em thấy nha. 9,7 này cô gõ bằng dấu phẩy nên nó sẽ hiểu là dữ liệu ký tự nó sẽ tự động căn lề trái tới dữ liệu số mỗi lần em nhập số vô nhấn enter nó tự động căn phải cho em như em thấy đấy, bên này nhập bao nhiêu số cũng được nó sẽ tự động căn phải bây giờ tới 9,7 cô ghi 9.7 nó mới căn lề phải nó mới xác định đây là dữ liệu số còn không nó sẽ xác... em ghi giờ 9,7 nó sẽ xác định dữ liệu ký tự như bên này về phần công thức khi em nhập một công thức của một phép tính nào đó thì ô tính sẽ hiện kết quả của phép tính đó. Còn trên thanh công thức mới hiện công thức của phép tính này. Phần 4. Chọn các đối tượng trên trang tính. Đầu tiên, chọn một ô em đưa con chỏ chuột tới ô đó và nháy chuột chọn một hàng em nháy chuột tại nút tên hàng chọn một cột em nháy chuột tại nút tên cột và cuối cùng chọn một khối em kéo thả chuột từ một ô góc đến ô ở góc đối diện hay nói đơn giản là em chọn ô đầu tiên của khối đó và kéo thả chuột đến ô cuối cùng trong khối mà em chọn Trước khi hướng dẫn em thao tác chọn đối tượng trên trang tính thì lưu ý em một điều em chỉ thực hiện thao tác chọn đối tượng này khi con chỏ chuột là hình dấu cộng như hình. Sau đây là hướng dẫn chọn các đối tượng trên trang tính. Đầu tiên để chọn một ô thì em nháy chuột vào ô đó. Muốn chọn ô nào em cứ nháy chuột vào ô đó. Tiếp theo để chọn một hàng thì em sẽ chọn vào tên hàng đó. Đây là tên hàng. Ví dụ cô chọn hàng số 2, cô sẽ bấm vào số 2 ngay chỗ này. Cô muốn chọn hàng số 7 thì cô bấm vào hàng số 7. Muốn chọn các hàng liên tục nhau thì chọn một hàng rồi nắm kéo xuống. Như cô chọn từ hàng 7 cho tới hàng 10. Như em thấy là khi mà cô chọn một hàng thì tất cả những ô trong hàng đó đều được chọn. Tiếp theo để chọn một cột thì em sẽ nháy chuột vào tên cột đó Ở đây ví dụ như cô chọn cột B, chọn cột C thì cứ nháy chuột vào những cái tên cột với nằm trên đây Muốn chọn từ C tới E thì chọn cột C rồi nắm kéo tới cột E là được Khi em chọn một cột thì những ô trong cột đó cũng sẽ được chọn y như em chọn hàng Tiếp theo chọn khối Để chọn một khối em sẽ chọn ô đầu tiên trong khối đó Bây giờ cô chọn ô B3 sau đó em sẽ nắm kéo tới ô cuối cùng, ô cuối cùng là D7. Nắm kéo từ B3 tới D7 cô sẽ có khối D3 2 chấm D7. Tiếp theo chọn khối F1 F7 cũng vậy luôn. Cứ chọn khối em chọn ô đầu tiên rồi nắm kéo tới ô cuối cùng. Nếu em muốn chọn nhiều khối liên tục thì sao? Thì em sẽ chọn khối đầu tiên trước. Sau đó em nhấn giữ control và tiếp tục chọn những khối tiếp theo, những ô tiếp theo hay thậm chí là những cột những hàng tiếp theo nhớ là khi em chọn những cái ô cột hàng tiếp theo đó em không buông còn trên em chỉ buông khi em đã chọn xong phần còn này có chỉ hướng dẫn thêm để em có thể dễ dàng thao tác thực hành thôi chứ phần còn cho này không có trong lý thuyết dặn dò em học bài và ghi bài đầy đủ nhớ làm các bài tập củng cố chuẩn bị bài thực hành hai bài thực hành 2 và bài thực hành 1 sẽ nập chung với nhau bạn nào chưa làm bài thực hành 1 nhớ làm bài thực hành 1